Chào anh em, mình đã đợi chờ chiếc smart này về Việt Nam lâu rồi bởi thiết kế độc đáo mà thị trường đồng hồ thông minh thì đang cần một cái sự mới mẻ. Và không ai khác thì đó chính là chiếc Huawei GT Cyber. Nó có khả năng tùy biến, thay thế được vỏ. Nhưng trải nghiệm của mình về chiếc đồng hồ thông minh này thế nào, mình sẽ chia sẻ cho anh em ngay bây giờ. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Lâm Smart. Huawei đang có những chiếc smart thú vị hơn. Các sản phẩm rất độc đáo so với thế giới đồng hồ thông minh hiện tại. GT Cyber là bước đột phá đầu tiên của họ. Tuy nhiên thì cốt lõi chúng ta vẫn cần check qua một chút về thông số của em đồng hồ này. Vẫn chạy hệ điều hành Harmony OS 3 mới nhất, tuy nhiên thì sẽ có nhiều tính năng mới hay ho hơn so với các thiết bị khác mà mình sẽ chia sẻ sau. Nghe gọi đàm thoại rảnh tay Bluetooth vẫn được tích hợp, các cảm biến theo dõi sức khỏe update công nghệ mới nhất. Tùy vào loại vỏ thì sẽ đạt tiêu chuẩn quân sự thông qua 16 bài test khắc nghiệt, tiêu chuẩn kháng nước 50 tem giúp anh em bơi lội hay là đi mưa vô tư. Đây có lẽ là phần thú vị và đáng nói nhất. Hiện chưa có smart nào mà có ý tưởng táo bạo nhưng mà hết sức thiết thực như Huawei. Họ muốn hướng tới người dùng đa phong cách, tuy nhiên mình nghĩ là sẽ khiến cho người dùng không có nhu cầu đổi đồng hồ mới gây ảnh hưởng tới các cái thiết bị khác. Hiện ưu đãi anh em mua sớm là được mua một tặng một, tức là một thân máy sẽ có hai vỏ thay đổi. Loanh quanh chán đổi qua đổi lại thì chúng ta sẽ có đến hai chiếc đồng hồ rồi. Thế cho nên là mình tìm hiểu Huawei GT Cyber đã được 8 bình chọn là sản phẩm hay nhất tại triển lãm Mobile World Congress 2023 từ các cái trang website uy tín. Quay lại vấn đề chính thì mình sẽ xăm soi cái thân máy này trước nhá. Dạng tròn, đơn giản thì nó sẽ chỉ có một nút bấm điều hướng digital. Và không chỉ tùy biến ở mỗi cái thân vỏ thì anh em cũng sẽ thay đổi được cả cái đầu nút luôn. Khi mà anh em mua những cái bộ vỏ ấy thì họ sẽ tặng kèm theo một cái tool bằng nhựa để anh em tháo được cái đầu nút ra. Và tháo chỉ cần luồn nó vào khe này, bậy nhẹ phát là cái nút nó sẽ ra ngoài luôn. Lắp vào thì ở trong cái đầu nút này nó sẽ có những cái rãnh hình bát giác. Ở những cái khớp này thì chỉ cần khi mà anh em luồn ấn chặt vào nó mà đúng vào cái khớp của nó ấy thì nó sẽ rất là chắc chắn luôn. Mình đo đạc thực tế thì kích cỡ đường kính của con này là nó rơi vào khoảng tầm 42mm. Tùy vào bộ vỏ thì nó sẽ có kích cỡ thêm khác nhau. Ở giữa nó thì được làm bằng thép phay mịn và sau lưng thì có chất liệu là nhựa. Mic và giải loa sẽ được đặt vắt chéo nhau, nằm ở rìa như này thì sẽ không gây ảnh hưởng đến đàm thoại và bất kỳ cái loại khung vỏ nào. Còn hai cái lỗ trên này là cảm biến áp suất nhá. Bây giờ thì anh em sẽ hiểu vì sao mà cái thân máy có thể nằm chắc chắn ở trong vỏ bởi các cái đường rãnh mịn đây ở giữa và nó sẽ khớp vào bốn cái vị trí gờ silicon ở mọi khung vỏ đều có này. Nó giúp cho là cố định đúng thân máy nằm chính xác ở đúng giữa vị trí của nó và vỏ. Nó sẽ mút rất là chắc chắn vào các cái rãnh nên là anh em khỏi lo cái vụ lỏng lẻo. Còn khi lắp kêu cái kịch một phát, có một cái hiệu ứng nháy xanh xanh ở xung quanh màn hình. Để tháo thì cũng chỉ cần một cái thao tác dùng hai ngón tay ấn vào màn hình là đẩy ra thôi. Mỗi bộ vỏ này thì có mức giá là 990k. Điểm trừ của nó là sẽ có cái dây gắn liền vào vỏ nên là không thể thay thế được cái dây đeo khác. Bộ vỏ theo thân thì sẽ xịn hơn. Mình có ở đây là cái phiên bản hiện đại, nó rất là ngầu, kiểu nhìn gai góc bầu bầu như là Seven Friday, đeo rất sang. Viền thì được làm bằng gốm đánh ký tự các cái hướng trong la bàn và nó sẽ nhô cao một chút để bảo vệ cho màn hình. Còn khung thì được làm bằng thép, có độ hoàn thiện cực kỳ tinh tế và sắc sảo, cảm giác như là mình đeo một chiếc đồng hồ cơ độc lạ vậy. Có một điểm nhỏ anh em cần lưu ý với phiên bản hiện đại là cái độ dài nó sẽ tăng lên khoảng 48,7mm. Anh em nên đeo cách xa xương nguyệt một chút nhá. Bởi vì theo thói quen của mình hay là nhiều anh em khác là đeo đồng hồ rất gần xương nguyệt. Khi đeo vận động thì sẽ khiến cho bị cấn tì vào cái nút gây bị lằn và rất đau. Tương lai mình nghĩ là nếu Huawei GT Cyber mà có số lượng bán ra nhiều trên thị trường ở các cái quốc gia thì các hãng chuyên về phụ kiện smart bên thứ ba sẽ làm các cái vỏ khác nhau thì anh em có nhiều đồ chơi thay đổi hơn. Do thân máy có kích cỡ rất nhỏ nhắn cho nên là màn hình sẽ bị thu nhỏ hơn rất nhiều so với các thế hệ trước. Màn hình AMOLED của Huawei GT Cyber sẽ có kích cỡ chỉ còn 1,32 inch. Tuy là vậy nhưng mà trải nghiệm vuốt chạm với ngón tay to của mình vẫn rất thoải mái, xem giờ hoặc là đọc thông báo không khó khăn gì cả. Độ sắc nét vẫn cứ là hết nước chấm, độ sáng cũng đủ để anh em khỏi lo vụ khó nhìn ngoài trời. Tuy nhiên thì điểm trừ lớn đối với mình là kính màn hình nó rất là bám vân tay, cảm biến lắc cổ tay xem giờ hoạt động tốt, cử chỉ chạm sáng màn chỉ hoạt động ở màn chờ. Ở GT Cyber sẽ không có dạng mặt trời on-off display mặc định mà tất cả mặt đồng hồ đều có mặt trời riêng. Độ sáng của mặt trời tốt dễ nhìn vào cả ban ngày hay là ban đêm. Bây giờ thì mình sẽ nêu lên những cái tính năng mới ở trên GT Cyber. Vẫn chạy hệ điều hành Harmony OS 3 và được trang bị cái phần cứng tối tân nhất của Huawei. Cho nên hiệu năng của nó vẫn rất mượt mà, đủ để anh em có thể sử dụng trong khoảng vài năm tới. Đầu tiên là ở trong giao diện ứng dụng này thì nó vẫn có hai dạng danh sách và lưới này.
Điểm thú vị và hay ho nhất ở trên GT Cyber đó là cho phép anh em có thể đổi được chủ đề, tức là nó đổi được toàn bộ các cái icon ở trong hệ điều hành. Đây thì hiện tại là có 7 dạng. Từng dạng này thì nhìn nó sẽ phù hợp với cái thân vỏ mà mình sử dụng. Đây ví dụ như là kiểu này. Khi mà áp dụng thì nó sẽ đổi cả mặt đồng hồ luôn. Và anh em nhìn thấy này, toàn bộ các icon sẽ được thay đổi hoàn toàn. Thậm chí là cả những cái icon có trên thanh trạng thái cũng vậy. Và trên thanh trạng thái thì vẫn có những cái điểm trừ, đó là không có tùy chỉnh độ sáng và bật tắt chế độ AOD. Mỗi lần mà anh em muốn chỉnh độ sáng sẽ lại phải vào trong cài đặt này. Một bước này, hai bước, đấy. Nó rất là mất thời gian. Nếu mà họ cho ở trên thanh trạng thái luôn thì rất là tiện. Cả chế độ AOD cũng vậy. Muốn vào thì cũng lại phải vào cài đặt. Tại họ vẫn chưa cho phép anh em bật tắt tự động theo lịch. Khi anh em bật lên thì nó sẽ on đến lúc nào mà anh em phải tắt thủ công. Nó sẽ vẫn có hai dạng này, một là khi anh em lắc lên nó vẫn vào chế độ AOD nhưng mà nó sáng hơn một chút, và một dạng là khi mà anh em lắc cổ tay lên thì nó sẽ hiện ra mặt đồng hồ chính. Do chưa quen mắt lắm cho nên mình đã đổi về cái dạng icon mặc định. Ở ứng dụng đèn pin thì nó sẽ có thêm một cái dạng tùy chỉnh mới, ngoài màu trắng để soi đúng là thực chất đèn pin thì nó sẽ có thêm các cái màu sắc khác, để ví dụ như anh em đi chơi bạn bè, anh em quẩy cùng nhạc rất là vui. Nó sẽ có các cái dạng nhấp nháy này, từ chậm cho đến nhanh, và lắc tay lên thì nhìn nó rất là nổi bật ở trong đám đông. Tuy nhiên nếu như mà cho thay đổi được nhiều màu sắc cùng một lúc thì mình nghĩ là sẽ hay ho hơn là so với chỉ có nháy được đúng một màu. Tiếp theo thì mình sẽ nói về thông báo nhá. Thông báo thì ở trên con này cũng vẫn rất mượt mè, mình chưa đếm được số lượng nữa, nhưng mà phải nói là nó nhận được rất nhiều thông báo. Với thông báo Messenger hoặc là các cái ứng dụng bên thứ ba nổi bật ấy, thì nó sẽ cho phép anh em trả lời thông báo nhanh này. Anh em có thể tự thêm được những cái câu khác. Tuy nhiên thì nó chỉ hỗ trợ ở trên điện thoại Android, còn iPhone không được nha. Gửi một phát là gửi được luôn. Có cả biểu tượng cảm xúc này. Đây là mình check hiển thị nội dung xem như nào. Thì nó cũng được khá dài đấy anh em ạ. Trên iPhone và Android cũng ok. Và đây là những cái điểm trừ có ở trên thông báo. Đó là những cái ứng dụng mà nó không phổ biến ấy thì nó sẽ hiển thị ra icon chung chung và được gộp tất cả các cái ứng dụng chung chung đó vào là một. Như vậy thì anh em cũng khó biết rõ được thông báo từ ứng dụng nào. Như TikTok đây thì may là lại có hiển thị tên ứng dụng này. Còn đối với những thông báo mà từ ứng dụng nhắn tin ấy, đây như Zalo thì nó chỉ hiển thị tên người mà nhắn tin đến, cho nên nó sẽ không hiển thị tên ứng dụng Zalo và icon cũng vậy, cho nên là sẽ khó biết được đây là thông báo từ Zalo đấy anh em ạ. Ngoài ra thì thông báo Zalo nó cũng sẽ không cho phép anh em trả lời thông báo nhanh, gọi là chỉ đọc được thôi. Còn rung của con này khá mạnh và nó có cả chuông thông báo, nghe rất là to. Widget thì nó vẫn chưa có vòng lọc. Cũng một phần là do vuốt bên trái này thì nó có thêm một cái gọi là today. Đấy, để anh em xem nhanh thời tiết này, các cái thông tin nhỏ nhỏ của một ngày của anh em. Về mặt đồng hồ thì nó có 10 mặt đồng hồ mặc định và anh em sẽ cài thêm được rất nhiều mặt từ kho mặt. Mỗi mặt đồng hồ thì nó sẽ có cảnh báo mức sử dụng pin này từ 1 đến 2. Mức 2 thì nó sẽ gây tốn pin hơn. Ngoài ra thì anh em sẽ có mặt tùy biến theo ảnh cá nhân này. Và có thêm một mặt nữa là cái mặt phong cách này. Mặt này thì chụp ảnh outfit. Sau đó thì sẽ tạo ngẫu nhiên ra các cái what fake dạng hoa văn, họa tiết phù hợp với cái outfit mà anh em đang mặc. Kho mặt thì rất là khủng, nhưng mà các cái mặt mới thì thường mất phí. Càng đẹp thì giá trị của nó càng cao. Hiện Huawei đã update ra cái kho mặt có mục free riêng để anh em tải miễn phí mà không cần phải tìm. Mình đổi sang dạng giao diện danh sách để dễ dàng chia sẻ cho anh em những ứng dụng có ở trên chiếc đồng hồ này nhé. Mình sẽ nói sơ sơ qua thôi. Tập luyện thì nó vẫn có tổng cộng là 100 môn. Bao gồm trong đấy thì nó sẽ có những cái bài tập hướng dẫn dành riêng cho anh em chạy bộ, có 13 bài nha. Đa số thì các cái con đồng hồ mới nhất của Huawei cũng sẽ có tích hợp những cái bài dành riêng cho anh em chạy bộ như này. Khi anh em tập xong thì cần phải check trong trạng thái tập luyện. Như là chạy bộ thì mình sẽ biết rõ về tải trọng tập luyện này, phục hồi và chỉ số VO2max. Đầy đủ các cái ứng dụng liên quan đến sức khỏe như là nhịp tim này, đo SpO2 và có cái ứng dụng độc quyền của Huawei là sống lành mạnh này. Anh em sẽ check được hàng ngày về các cái chỉ số hít thở, số bước và thức dậy. Theo dõi giấc ngủ thì con này mình thấy là độ chính xác khá cao. Có theo dõi giấc ngủ chưa? Để xem chi tiết hơn thì anh em phải lên app Huawei Health, vẫn có đo xét mức độ căng thẳng và các cái bài tập liên quan đến hít thở này. Về cuộc gọi thì anh em sẽ chỉ gọi đi được những số khi mà đồng bộ ở trên danh bạ và ở trong nhật ký cuộc gọi thôi, không có quay số trực tiếp. Nghe nhạc thì nó có nghe nhạc độc lập mà anh em sẽ đồng bộ nhạc ở trên app Huawei Health đối với điện thoại Android, iPhone thì chưa được. Áp suất không khí và độ cao so với mực nước biển để anh em biết trước được các cái vấn đề liên quan thời tiết trước khi đi du lịch hoặc đi đâu đó.
vẫn có la bàn nha. Ví này thì vẫn chưa hỗ trợ đối với quốc gia Việt Nam. Các cái ứng dụng đặc trưng như bấm giờ, hẹn giờ, anh em sẽ thấy là các cái giao diện trong ứng dụng này sẽ được thay đổi từng chút một. Ví dụ như ở trong báo thức này thì anh em sẽ thấy là nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn so với trước. Đây là một vài ứng dụng mình đã cài thêm ở trên kho ứng dụng này. Kho ứng dụng thì vẫn chỉ support ở trên Android thôi, iPhone thì vẫn chưa được. Để đồng bộ hay là kết nối một cách ổn định nhất với điện thoại thì anh em luôn để app WeHealth chạy đa nhiệm trên cả iPhone và Android thì nó sẽ hoạt động một cách rất là ok. iPhone thì anh em chỉ cần lên Apple Store là tải được rồi. Còn Android trên Google Play hiện tại không thể tìm kiếm được app WeHealth nữa. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em này là vào trong trình duyệt. Tiếp đó thì sẽ truy cập vào trang web apkmiddle.com. Thì mình sẽ để link web ở dưới mô tả video. Tìm kiếm app WeHealth tải bản mới nhất về là ok rồi. Đây là pop-up khi mà anh em sử dụng đồng hồ thì nó sẽ hiện ra để cho anh em đọc nhanh. Chuông thì cũng to và rung mạnh. Điện thoại iPhone khi mà anh em kết nối thì sẽ nhận thêm được cuộc gọi ứng dụng bên thứ ba như là Zalo, Messenger. Zalo hiển thị được tên người gọi đến nếu mà lưu trong danh bạ. Còn với cuộc gọi Messenger thì nó sẽ hiện ra là người gọi không xác định. Android thì chắc chắn là không được rồi. Hiện tại thì vẫn chưa có con nào có thể nghe gọi ứng dụng bên thứ ba với điện thoại Android cả. Thế em có nghe thấy rõ được cái tiếng của anh nói không? Anh cũng đang đứng ở ngoài đường á. Em có nghe thấy đàm ông, nhưng nhẹ rõ tiếng anh nói. Ok, bây giờ thì mình sẽ dừng bài test ở đây. Mình đã dùng chiếc smart này trong khoảng gần 2 tuần. Tuy thời gian không quá lâu nhưng mà đủ ra các cái trải nghiệm thực tế về mức sử dụng pin cho anh em. Do thân máy làm gọn nhất có thể nên là cục pin sẽ bị gọt bớt. Chính vì vậy thì thời lượng pin của GT Cyber chỉ ở mức trung bình. Mình dùng luôn trong mức đốt pin nhất để test. Trong trường hợp không bật màn chờ thì GT Cyber trụ được khoảng tròn 3 ngày là 100% về 10%. Nếu như bật thêm tính năng màn chờ luôn hiển thị thì sẽ chỉ được 1,5 ngày. Còn đây là cách thí nghiệm thực tế từ Huawei, anh em sẽ dùng trung bình từ 4 đến 7 ngày trong các cái trường hợp sử dụng như sau. Mỗi người thì có cách sử dụng khác nhau nên là thời lượng tiêu thụ pin cũng sẽ khác nhau. Huawei GT Cyber trang bị cảm biến xịn sò 8 kênh và công nghệ TrueSync 5.0 giúp cho độ chính xác của nó khá tốt. Tuy nhiên thì có sự chênh lệch từ 3 đến 5 nhịp trong trường hợp tim đập nhanh khi vận động. Còn khi mà giảm xuống dần khi dừng vận động ấy thì kết quả đo nó sẽ ổn định và chuẩn hơn. Chúng ta sẽ biết thêm về chỉ số HRV, tức là nhịp tim khi nghỉ ngơi. Chỉ số này rất quan trọng với tim mạch. Còn đo SpO2 cũng chỉ để tham khảo thôi anh em nhé. Theo dõi hoạt động mình đeo hàng ngày và cảm nhận là GT Cyber nó không bị đếm ảo. Ví dụ như là khi đi ngủ hay là ngồi làm việc cử động tay nhiều thì đồng hồ này không bị đếm vào số liệu. Dễ thấy nhất là khi mình chạy xe để test như thường lệ thì chiếc đồng hồ này bị đếm nhầm thêm 40 bước. Có thể thấy là vẫn sai số nhưng mà không đáng kể. Với tập luyện ngoài trời, đồng hồ này có GPS băng tần đơn 5 vệ tinh, tốc độ bắt GPS trong khoảng 5-10 giây khi lấy dữ liệu xong. Mình cố tình đạp xe những con phố nhỏ, GT Cyber vẫn vẽ chuẩn nhưng mà chỉ có hai đoạn đường ngoặt này là bị lệch một chút. Tính năng vẽ cung đường thời gian thực trong trường hợp tìm đường quay trở lại khá hữu dụng. Ngoài ra anh em có thể đồng bộ bài tập lên Java tự động online. Trên quan điểm cá nhân của mình, Huawei Watch GT Cyber rất phù hợp với anh em luôn thích sự mới mẻ. Nó sẽ khiến cho anh em bớt nhàm chán hơn so với các cái smartwatch trên thị trường chỉ thay thế được mỗi dây đeo. Hiệu năng mượt mẻ, mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên thì Zalo là cái ứng dụng phổ biến ở Việt Nam, mong Huawei update hỗ trợ vụ thông báo hiển thị ngon hơn. Nhược điểm nữa là pin giảm xuống còn vài ngày, được cái sạc nhanh là điểm cộng kéo lại. Còn anh em thấy Huawei Watch GT Cyber thế nào? Hãy để lại bình luận cho mình biết nhé. Đừng quên để lại một like, đăng ký kênh nếu thấy video hữu ích. Đây là nguồn động lực lớn cho team mình xây dựng và phát triển kênh. Cảm ơn em và hẹn gặp lại.